Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Giây phút đau thương của gia đình có đám cưới thành đám tang. Cả cô dâu và chú rể nghe hung tin như đất trời sụp đổ, chưa kịp vui mừng với tuần trăng mật thì đã vội chích khăn tang tiễn đưa những người xấu số. Niềm vui của đôi bạn trẻ Hà Thị Mơ và Nguyễn Văn Thạch rộn ràng trong tiếng nhạc, tiếng nói cười của mọi người. Bà con gần xa đến dự chia vui, đều chúc phúc cho đám cưới chồng son trăm năm hạnh phúc. Tan tiệc, mấy bà con của mẹ cô dâu ở xa hồ bởi vì muốn đi tham quan khu vực đồi của nhà bà La Thị Đường ở tổ 22, phường Hưng Thanh, thành phố Tiên Quang. Lâu ngày không gặp, ít có cơ hội, nên mọi người tranh thủ rủ nhau đi xem. Chuyến đò ngang do anh Hà Văn Bình điều khiển. Thế nhân khi đến giữa dòng, 13 người trên chuyến đò trong trành bắt đầu nghiêng. Anh Bình đã cố chèo lái, nhưng chỉ được vài giây, chiếc thuyền chìm hẳn. Chín người trên chuyến đò định mệnh vĩnh viễn nằm dưới đáy sông. Bà Đường không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đau thương sau đám cưới. Chúng tôi đã tới thăm gia đình bà La Thị Đường, bước vào ngôi nhà, cảnh tượng u ám, lạnh lẽo, mùi khói nhang như muốn chiếm hết không khí của nơi đây. Đôi vợ chồng trẻ mới cưới là Hà Thị Mơ và anh Nguyễn Văn Thạch như sụp đổ hẳn tội nghiệp nhất là cô dâu hà thị mơ chưa kịp hưởng trọn niềm vui đã phải nằm liệt giường nhờ bác sĩ đến truyền cấp cứu có lẽ cũng như nhiều người bà đường chị mơ sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi ngày vui lại biến thành thảm họa đau thương đến vậy cả gia đình bà đường suy sụp khi phải chịu một nỗi đau mất người thân quá lớn đôi mắt của bà đường như muốn nhòe đi do khóc quá nhiều bà đường cho biết đã lâu lắm rồi chị em chưa gặp nhau mỗi người đi lấy chồng một nơi ngày cưới con gái tôi mới gặp các em đầy đủ nhưng dịp này mọi người cùng nhau đi chơi thăm ruộng vườn của gia đình nào ngờ khi được bà đường giới thiệu kinh tế của gia đình chủ yếu là ở bên sông vườn cây ăn trái đều ở bên đó nên mọi người tò mò và muốn qua tham quan ai nghĩ rằng chuyến đi định mệnh đã cướp những người thân yêu nhất của gia đình bà mãi mãi bà đường cũng dằn vặt giá như mình không giới thiệu và không cho mọi người đi sang đó thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này nhưng tất cả đã muộn. Tôi chỉ biết ngậm ngùi thương xót cho gia đình bà Đường mà trong lòng thấy nặng trĩu. Khi Tết đã cận kề, nỗi đau đến quá bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Ở một diễn biến khác, nước mắt vẫn chảy trên sông Lô. Người nhà của năm nạn nhân vẫn còn mất tích trong vụ chìm đò, vẫn ngồi bên bờ sông, mong ngóng người thân. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bến đò đất, nơi xảy ra tai nạn, cũng không phải là nơi được cấp phép thành lập bến bãi vận tải và chiếc thuyền bị tai nạn cũng không thuộc danh mục phương tiện vận tải để cấp phép